Nhà Triệu. Nhà Triệu năm 207 đến năm 111 trước công nguyên, 97 năm, quốc hiệu Nam Việt, kinh đô Phiên Ngung gần Quảng Châu, Trung Quốc. Triệu Đà, người Hán, huyện Chân Đình, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại của nhà Tần, chiếm giữ đất lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi được năm đời, gần 100 năm. Triệu Đà đánh mãi Âu Lạc không được, vì nước ta có thành Cổ Loa kiên cố, có nỏ thần tuyệt diệu. Sau Triệu Đà dùng mưu hòa hoãn, rồi sai con trai là Trọng Thủy sang ở rể lấy Mỹ Châu, con gái An Dương Vương. Trọng Thủy lấy cắp lấy nỏ thần Kim Quy trốn về, rồi Triệu Đà đưa quân sang xâm lược nước ta. Triệu Đà cướp được nước ta, lập thành nước Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngung, ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay. Từ đó, nước ta thuộc Triệu. Triệu Vũ Vương, Triệu Đà. Vũ Đế ở ngôi 71 năm, từ năm 207 đến năm 136 trước công nguyên, thọ 121 tuổi. Sinh năm 256, mất năm 136 trước công nguyên. Nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng. Họ Triệu, tên Húy Lạc Đà, người huyện Chân Định, nước Hán, đóng đô ở Phiên Ngung, nay ở tỉnh Quảng Đông. Giáp Ngọ, năm thứ nhất, năm 207 trước công nguyên, Tần Nhị Thế, năm thứ ba, vua chiếm lấy đất Lâm Ấp và Tượng Quận, tự lập làm Nam Việt Vương. Ất Mùi, năm thứ hai, năm 206 trước công nguyên, Tây Sở Bá Vương Hạng Tịch, năm thứ nhất, Hán Vương Lưu Bang, năm thứ nhất, năm ấy nhà Tần mất. Đinh Dậu, năm thứ tư, năm 204 trước công nguyên, Sở Hạng Tịch, năm thứ ba, Hán Lưu Bang, năm thứ ba. Mùa đông tháng 10, ngày 30, Nhật Thực. Tháng 11, ngày 30, Nhật Thực. Mậu Tuất, năm thứ năm, năm 203 trước công nguyên, Sở Hạng Tịch, năm thứ tư, Hán Lưu Bang, năm thứ tư. Mùa thu tháng 7, sao chổi mọc ở khu vực sao Tại Giác. Kỷ Hợi, năm thứ sáu, năm 202 trước công nguyên, Hán Cao Đế, năm thứ năm. Mùa xuân tháng 2, Hán vương lên ngôi hoàng đế, năm ấy Tây Sở mất. Quý Mão, năm thứ 10, năm 198 trước công nguyên, Hán Cao Đế, năm thứ 9. Vua sai hai sứ coi giữ hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Ất Tỵ, năm thứ 12, năm 196 trước công nguyên, Hán Cao Đế, năm thứ 11. Nhà Hán đã định được thiên hạ. Nghe tin vua cũng đã xưng vương ở nước Việt, mới sai Lục Giả sang phong vua làm Nam Việt Vương, trao cho Ấn Thao và con so Bổ Đôi thông sứ với nhau, bảo vua giữ yên đất Bách Việt, chớ cướp phá. Khi sứ đến, vua ngồi xổm mà tiếp Lục Giả. Giả nói: vương vốn là người Hán, họ hàng mồ mả đều ở nước Hán, nay lại làm trái tục nước mình, muốn chiếm đất này làm kẻ địch chống chọi với nhà Hán, há chẳng lầm hay sao? Và lại, nhà Tần mất con hưu, thiên hạ đều tranh nhau đuổi, chỉ có Hán đế khoan nhân yêu người, dân đều vui theo. Khởi quân từ đất Phong Bái mà vào Quan Trung, tước tiên để chiếm giữ Hàm Dương, dẹp trừ hung bạo. Trong khoảng 5 năm dẹp yên loạn lạc, bình định bốn biển. Đó không phải là sức người làm nổi, tức là trời cho. Hán đế nghe vương làm vua ở đất này, từng muốn quyết một phen được thua, nhưng vì dân chúng lao khổ vừa xong, cho nên phải bỏ ý định. Sai sứ mang Ấn Thao cho vương. Đáng lẽ vương phải ra ngoài giao, nghênh đón bái yết để tỏ lòng tôn kính. Nay đã không làm thế thì nên sắm lễ mà tiếp sứ giả mới phải. Sao lại cậy dân Bách Việt đông mà khinh nhờn sứ giả của thiên tử? Thiên tử nghe biết, phát binh sang hỏi tội thì vương làm thế nào? Vua ra dáng sợ hãi, đứng dậy nói: tôi ở đất này lâu ngày quên mất cả lễ nghĩa, nhân hỏi giả rằng tôi với Tiêu Hà, Tào Tham ai hơn? Giả nói: vương hơn chứ. Lại hỏi: tôi với vua Hán ai hơn?
giả nói: Hán đế nối đế Tam Vương thống trị người Hán kể hàng ức vạn người, đất rộng hàng muôn dặm, vật thịnh dân giàu, quyền chính chỉ do một nhà, từ khi trời đất mở mang đến nay chưa từng có. Nay dân của vương chẳng qua 10 vạn ở, ở xen khoảng núi biển chỉ ví như một quần của nhà Hán, ví với Hán đế sao được? Vua cười và nói: Tôi lấy làm giận không được nổi dậy ở bên ấy, biết đâu chẳng bằng nhà Hán. Giả ngồi im lặng, sắc mặt tiêu nghỉu, bèn giữ giả ở lại vài tháng. Vua nói: Ở đất Việt này không ai đủ để nói chuyện được, nay ông đến đây hàng ngày, tôi được nghe những chuyện chưa từng nghe. Cho giả đổ châu báu 1000 vàng để làm vật bỏ bao, đến khi giả về lại cho thêm 1000 vàng nữa. Bính Ngọ, năm thứ 13, năm 195 trước công nguyên, Hán Cao Đế năm thứ 12, mùa hạ tháng 4, vua Hán băng. Canh Tuất, năm thứ 17, năm 191 trước công nguyên, Hán Huệ Đế Doanh năm thứ 4, mùa hạ, nhà Hán dựng nguyên miếu ở phía bắc sông Vì. Quý Sửu, năm thứ 20, năm 188 trước công nguyên, Hán Huệ Đế năm thứ 7, mùa xuân tháng Giêng, ngày mồng 1 nhật thực. Mùa hạ tháng 5 nhật thực, mặt trời bị che khuất hết. Mùa thu tháng 8, vua Hán băng. Ất Mão, năm thứ 22, năm 186 trước công nguyên, Hán Cao Hậu Lữ Trí năm thứ 2, mùa hạ tháng 6, ngày 30 nhật thực. Đinh Tỵ, năm thứ 24, năm 184 trước công nguyên, Hán Cao Hậu năm thứ 4, nhà Hán cấm nước Nam Việt mua đồ sắt ở cửa quan. Vua nói: Khi Cao Đế lên ngôi, ta cùng thông sứ chung đồ dùng. Nay Cao Hậu nghe lời gièm pha phân biệt đồ dùng Hán Việt, việc này tất là mưu kế của Trường Sa Vương, muốn dựa uy đức của nhà Hán mưu lấy nước ta mà làm vua cả, tự làm công của mình. Mậu Ngọ, năm thứ 25, năm 183 trước công nguyên, Hán Cao Hậu năm thứ 5, mùa xuân vua lên ngôi hoàng đế, đem quân đánh Trường Sa, đánh bại mấy quận rồi về. Canh Thân, năm thứ 27, năm 181 trước công nguyên, Hán Cao Hậu năm thứ 7, nhà Hán sai Lâm Lư Hầu, Chu Táo sang đánh Nam Việt để báo thù việc đánh Trường Sa. Gặp khi nắng to ẩm thấp, bệnh dịch phát, bèn bãi quân. Vua nhân thế dùng binh uy và của cải để chiêu mỗ Mân Việc và Âu Lạc ở phía tây, tức là Giao Chỉ và Cửu Chân. Các nơi ấy đều theo về, từ đông sang tây rộng hơn vạn dặm. Vua ngồi xe mui vàng, dùng cờ tả đạo, cho là nghi vệ ngang với nhà Hán. Tân Dậu, năm thứ 28, năm 180 trước công nguyên, Hán Cao Hậu năm thứ 8, mùa thu tháng 7, Cao Hậu băng. Các đại thần đón Đại Vương Hằng lên ngôi, tức là Văn Đế. Nhâm Tuất, năm thứ 29, năm 179 trước công nguyên, Hán Văn Đế Hằng năm thứ nhất. Vua Hán vì thấy mồ mả tổ tiên của vua đều ở chân đình, mới đặt người thủ ấp để trông coi, tuế thời cúng tế, gọi các anh em của vua cho làm quan to, ban cho hầu. Vua Hán hỏi tể tướng Trần Bình có thể cử ai sang sứ Nam Việt được. Bình nói: Lục Giả thời Tiên Đế đã từng sang sứ Nam Việt. Vua Hán gọi Giả cho làm Thái Trung Đại Phu, lấy một người ít giả làm phó sứ, đem thư sang cho vua. Thư nói: Kính hỏi thăm Nam Việt Vương rất lao tâm khổ ý, trẫm là con vợ lẽ của Cao Đế, phải đuổi ra ngoài làm phiên vương ở đất Đại. Vì đường xá xa xôi, kiến thức hẹp hòi quê cạch nên chưa từng gửi thư. Cao Hoàng Đế lìa bỏ bầy tôi, Hiếu Huệ Hoàng Đế qua đời, Cao Hậu tự lên trông coi việc nước, không may có bệnh, người họ Lữ chuyên quyền làm bầy, một mình khống chế ngự được, mới lấy con người họ khác nối nghiệp Hiếu Huệ Hoàng Đế. Nhờ anh linh tông miếu và sức lực của các công thần đã giết hết bọn ấy,
Trẫm vì các vương hầu và quan lại không cho từ chối, không thể không nhận, nay đã lên ngôi. Mới rồi nghe nói vương có gửi thư cho tướng quân Lâm Lư Hầu, muốn tìm anh em thân và xin bãi chức hai tướng quân ở Trường Sa. Trẫm theo thư của vương đã bãi chức tướng quân Bắc Dương Hầu rồi, còn anh em thân của vương hiện ở Chân Đình, trẫm đã sai người đến thăm hỏi và sửa đắp phần mộ tiên nhân của vương rồi. Ngày trước nghe tiên vương đem quân đánh biên giới, cướp phá mãi không thôi, dân Trường Sa khổ sở mà Nam quận khổ nhất. Nước của vương há được lợi riêng hay sao? Tất phải chết nhiều quân lính, hại các tướng lại tài giỏi, làm cho vợ quá chồng, con mồ côi, cha mẹ mất con, được một hại mười, trẫm không nỡ làm thế. Trẫm muốn phân đình, đất phong xen kẽ để chế ngự lẫn nhau, đem việc ra hỏi, bọn quan lại đều nói: Cao Hoàng đế sở dĩ lấy Trường Sa làm địa giới vì quá chỗ đó là đất của vương, không nên tự tiện thay đổi. Nay dù lấy được đất đai của vương cũng không đủ lớn thêm, lấy được của cải của vương cũng không đủ giàu thêm. Cõi đất từ Ngũ Lĩnh về Nam, vương cứ việc trị lấy. Tuy vậy, vương xưng là đế, hai đế cùng lập mà không có xe sứ thông hiếu, thế là tranh nhau. Tranh mà không biết nhường thì người có nhân không làm. Trẫm nguyện cùng vương đều bỏ hiểm trước, từ nay trở đi thông hiếu như xưa. Vì vậy mới sai Lục Giả sang đưa tờ dụ để tỏ với vương bản ý của trẫm. Vương cũng nên nghe theo, chớ làm những việc cướp phá nữa. Nhân gửi biếu vương 50 chiếc áo bông thượng hạng, 30 chiếc áo bông trung hạng, 20 chiếc áo bông hạ hạng. Mong rằng vương hãy nghe nhạc tiêu sầu và thăm hỏi nước láng giềng. Khi Giả đến, vua Tả Lỗi nói: Kính vâng chiếu chỉ, xin làm phiên vương giữ mãi lệ cống. Rồi đó vua hạ chiếu rằng: Trẫm nghe hai người hùng không đứng cùng nhau, hai người hiền không ở cùng đời. Hoàng đế nhà Hán là bậc thiên tử hiền tài, từ nay ta triệt để bỏ xe bôi vàng và cờ tả mạo là nghi chế của hoàng đế. Nhân viết thư rằng: Man Di đại trưởng lão phu thần đà mạo muội đáng chết, hai lạy dâng thư lên hoàng đế bệ hạ. Lão phu vốn là lại cũ ở đất Việt, Cao đế ban cho ấn thao làm Nam Việt vương. Hiếu Huệ hoàng đế lên ngôi, vì nghĩa không nỡ tuyệt nên ban cho lão phu rất hầu. Cao hầu lên coi việc nước, lại phân biệt Hoa Di, ra lệnh không cho Nam Việt những khí cụ làm ruộng bằng sắt và đồng. Ngựa trâu dê nếu cho thì cũng chỉ cho con đực, không cho con cái. Lão phu ở đất hẻo lánh, ngựa trâu dê đã già, tự nghĩ nếu không sắm lễ vật cúng tế thì tội thực đáng chết. Mới sai nội sử Phan, trung úy Cao, ngự sử Bình, ba bọn dâng thư Tạ Lỗi, nhưng đều không thấy trở về. Lại nghe đồn rằng phần mộ của cha mẹ lão phu bị đập phá, anh em họ hàng đều bị giết. Vì vậy bọn lại bàn nhau rằng, nay bên trong không được phấn chấn với nhà Hán, bên ngoài không lấy gì để tự cao khác với nước Ngô. Vì vậy mới đổi xưng hiệu là đế để tự làm đế nước mình, không dám làm điều gì hại đến thiên hạ. Cao Hoàng hậu nghe tin cả giận, tước bỏ sổ sách của Nam Việt, khiến cho việc sai người đi sứ không thông. Lão phu trộm ngờ là vị Trường Sa vương rèm pha, cho nên mới đem quân đến đánh biên giới. Lão phu ở đất Việt 49 năm, đến nay đã ẵm cháu rồi, nhưng vẫn phải dậy sớm ngủ muộn, nằm không yên chiếu, ăn không biết ngon, mắt không trông sắc đẹp, tai không nghe tiếng chuông trống, chỉ vì không được làm tôi nhà Hán mà thôi. Nay may được bệ hạ có lòng thương mến, được khôi phục hiệu cũ, cho thông sứ như trước, lão phu dù chết xương cũng không nát. Vậy xin đổi tước hiệu, không dám xưng đế nữa. Kính cần sai sứ Giả dâng một đôi ngọc bích trắng, 1000 bộ lông chim trà, 10 sừng tên, 500 vỏ ốc màu tía, 1 giỏ cà cuống, 40 đôi chim trà sống, 2 đôi chim công, mạo muội liều chết,
hai lạy dâng lên hoàng đế bệ hạ. Lục Giả đem thư ấy về báo, vua Hán rất mừng. Từ đấy Nam Bắc giao hảo, thôi việc binh đao, dân được yên nghỉ. Quý Hợi năm thứ 30, năm 178 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 2, mùa đông tháng 10, ngày 30 nhật thực. Giáp Tý năm thứ 31, năm 177 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 3, mùa đông tháng 10, ngày 30 nhật thực. Tháng 11, ngày 30 nhật thực. Tân Tỵ năm thứ 48, năm 160 trước công nguyên, Hán Văn Đế Hậu Nguyên năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, ngày 30 nhật thực. Giáp Thân năm thứ 51, năm 157 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 7, mùa hạ tháng 6, vua Hán Băng có chiếu dặn để tăng ngắn. Mùa thu tháng 9, sao chổi mọc ở phương Tây. Ất Dậu năm thứ 52, năm 156 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Khải năm thứ nhất, nhà Hán chiếu sai các quận quốc dựng miếu Thái Tông. Bính Tuất năm thứ 53, năm 155 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ hai, mùa đông tháng 11, có sao chổi mọc ở phương Tây. Đinh Hợi năm thứ 54, năm 154 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 3, mùa xuân tháng riêng có sao chổi đuôi dài mọc ở phương Tây. Tháng ấy ngày 30 có nhật thực. Mậu Tý năm thứ 55, năm 153 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 4, mùa đông tháng 10, ngày 30 nhật thực. Quý Tỵ năm thứ 60, năm 148 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Trung Nguyên năm thứ 2, mùa hạ tháng 4, có sao chổi mọc ở phía Tây Bắc. Mùa thu tháng 9, ngày 30 có nhật thực. Giáp Ngọ năm thứ 61, năm 147 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 3, mùa thu tháng 9, có sao chổi mọc ở phía Tây Bắc. Tháng ấy ngày 30 nhật thực. Ất Mùi năm thứ 62, năm 146 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 4, mùa đông tháng 10, ngày 30 nhật thực. Đinh Sầu năm thứ 64, năm 144 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 6, mùa thu tháng 7, ngày 30 nhật thực. Bấy giờ vua sai sứ sang nhà Hán thì xưng là vương, giữ lễ triều yết cũng như các nước chư hầu. Ở trong nước thì theo hiệu cũ đế. Mậu Tuất năm thứ 65, năm 143 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Hậu Nguyên năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, ngày 30 nhật thực. Canh Tý năm thứ 67, năm 141 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Hậu Nguyên năm thứ 3, mùa đông tháng 10, mặt trời mặt trăng đều sắc đỏ. Tháng 12, sắc mặt trời đỏ tía, năm sao đi ngược chiều ôm lấy chòm sao Thái Vi, mặt trăng đi xuyên vào thiên đình. Thiên đình tức là 10 ngôi sao, cung viên Thái Vi ở góc hữu sao Long Tinh, ở khoảng sao Dực, sao Trần, ấy là cung của thiên tử, tòa của ngũ đế. Mùa xuân tháng riêng, vua Hán Băng. Nhâm Dần năm thứ 69, năm 139 trước công nguyên, Hán Vũ Đế triệt kiến nguyên năm thứ 2, mùa xuân tháng riêng, ngày 30 nhật thực. Mùa hạ tháng 4, có sao to bằng mặt trời mọc ban đêm. Quý Mão năm thứ 70, năm 138 trước công nguyên, Hán Kiến Nguyên năm thứ 3, mùa thu tháng 7, sao chổi mọc ở phía Tây Bắc. Tháng 9, ngày 30 nhật thực. Giáp Thìn năm thứ 71, năm 137 trước công nguyên, Hán Kiến Nguyên năm thứ 4, vua Băng Thụy là Vũ Đế, cháu là Hồ lên nối ngôi. Về sau nhà Trần phong là Khai Thiên Thệ Đạo Thánh Vũ Thần Chiết Hoàng Đế. Lê Văn Hưu nói: đất Liêu Đông không có cơ tử thì không thành phong tục mặc áo đội mũ,
như Trung Hoa. Đất Ngô Cối không có thái bá thì không thể lên cái mạnh của bá vương. Đại Thuấn là người Đông Di nhưng là bậc vua giỏi trong Ngũ Đế. Văn Vương là người Tây Di, là bậc vua hiền trong Tam Đại. Thế mới biết người giỏi trị nước không cứ đất rộng hay hẹp, người Hoa hay Di chỉ xem ở đức mà thôi. Triệu Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là Lão Phu, mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước Việt ta. Công ấy có thể nói là to lắm vậy. Người làm vua nước Việt sau này nếu biết bắt chước Vũ Đế mà giữ vững bờ cõi, thiết lập việc quân quốc, giao thiệp với láng giềng phải đạo, giữ ngôi bằng nhân, thì gìn giữ bờ cõi được lâu dài, người phương Bắc không thể lại ngấp nghé được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: chuyện Trung Dung có câu, người có đức lớn thì ắt có ngôi, ắt có danh, ắt được sống lâu. Vũ Đế làm gì mà được như thế? Cũng chỉ vì có đức mà thôi. Xem câu trả lời Lục Giả thì oai anh Vũ kém gì Hán Cao. Đến khi nghe tin Văn Đế đặt thủ ấp trông coi phần mộ tổ tiên, tuế thời cúng tế, lại ban thưởng ưu hậu cho anh em, thì bấy giờ vua lại khất phục nhà Hán. Do đó tông miếu được cúng tế, con cháu được bảo tồn, thế chẳng phải là nhờ đức ư? Kinh Dịch nói: biết khiêm nhường thì ngôi tôn mà đức sáng, ngôi thấp mà không ai dám vượt qua. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.